Vũ Nhân, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Trung tâm Việt ngữ Văn Lang San Jose là một trong những trung tâm dạy tiếng Việt lớn nhất ở hải ngoại hiện nay. Trong 40 năm qua, trung tâm đã truyền bá tiếng Việt và tinh thần quốc gia, dân tộc cho khoảng 50.000 học sinh các thế hệ, con em của người Việt tị nạn tại San Jose và các vùng phụ cận. Ngoài dạy tiếng Việt cho học sinh, trung tâm còn dạy các em không quên cội nguồn và tinh thần trách nhiệm và yêu nước. Các thầy cô giáo của trường đã âm thầm đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc bảo tồn văn hóa và phát huy tiếng Việt nơi xứ người. Vũ Nhân sẽ được gửi đến quý khán giả tâm tình của thầy hiệu trưởng Võ Lịch, trung tâm trưởng Trung tâm Việt ngữ Văn Lang San Jose. Trung tâm Văn Lang này thành lập từ bao lâu và có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu giáo viên dạy không? Dạ, Trung tâm Việt ngữ Văn Lang thành lập năm 1982, cho tới bây giờ là năm nay chúng tôi sẽ làm lễ kỷ niệm 40 năm. Cách trước đại dịch là chúng tôi có gần 1.000 học sinh và trên 140 thầy cô giáo làm việc ở trường này. Dạ, thưa anh. Hiện giờ chúng tôi đang ghi danh được 500 học sinh và chúng tôi còn ghi danh ngày hôm nay và thêm một đợt giữa mùa hè nữa. Trường Văn Lang thành lập tới nay là 40 năm, nhưng mà đã hiện diện trong trường Gunderson này là 26 năm rồi. Dạ. Chúng tôi mướn trong này gồm có chúng tôi mướn tất cả là 42 phòng học. Mỗi ngày học như vậy đó là chúng tôi còn có phải district đó, học khu họ bắt mình mướn 2 cảnh sát và 2 security. Hai người cảnh sát này họ làm việc ngày thường tại trường này luôn và mình phải mướn họ luôn ngày chủ nhật để thì họ biết rất là rõ những cái ngõ ngách của trường này để họ bảo đảm về an ninh của trường. Trong này là một khu vực phòng học khác nữa. Đây, quý vị có thấy cái khu vực phòng học này, họ để cái bảng này từ D7 tới D15 là khu vực trên này có 8 phòng học nữa. Thì những khu vực phòng học trong này thì cho các em nhỏ học. Đây có một cái phòng đặc biệt, đằng phòng này chỉ dành cho lớp 10 sắp ra trường để học những phòng này thôi. Classroom E1. Những em nào lớp 10 học lớp cuối để ra trường thì được học phòng này. Tại phòng này có một số dụng cụ cho thầy dạy các em về vấn đề địa lý, lịch sử. Ngoài cái building bên trong mà hồi nãy tôi giới thiệu đó thì ngoài đó tôi còn mướn luôn 2 building ở đằng sau này. Thì hai building sau này, mỗi building bên này có 11 phòng học và building bên này có 13 phòng học. Thì những building sau này đó thì tôi dùng cho những em lớp lớn học sau này. Tại những em chịu mưa gió đi vô đi ra lạnh lẽo được. Thứ hai là những sau này có phòng lab cho nên những em lớn cũng ít nhiều biết về cái sự nguy hiểm của phòng lab cho nên mình nói các em nghe được. Thì cho các em học ở đằng sau này. Xin thầy có thể cho biết cái chi phí một ngày nhà trường phải bỏ ra bao nhiêu? Cái chi phí này tổng cộng một ngày nó khoảng chừng 5.000 cho một ngày mở chìa khóa. Cho mỗi ngày học là khoảng chừng 5.000 đô la. Ngoài cái tiền trường học thì có phải trả tiền cảnh sát, hai người cảnh sát off duty cho mỗi ngày và hai người security mỗi ngày và ba người janitor. Thưa thầy, với cái chi phí 5.000 một ngày thì nhà trường lấy tiền đâu ra để mà trang trải những cái chi phí đó, thưa thầy? Phần lớn chi phí đó là phụ huynh đóng tiền học phí cho các em. Thưa thầy, nếu mà như vậy thì cái tiền của phụ huynh học sinh đóng cho các em thì thầy tính thử trong vòng một tiếng đồng hồ thì các em phải đóng bao nhiêu tiền để học? Mỗi em học ở đây một giờ đó là chưa tới 2 đồng. Chưa tới 2 đồng mà có cảnh sát giữ, có phòng học, có thầy cô giáo dạy. Có nước uống thì dĩ nhiên đóng tiền học phí thì cũng chi phần lớn là cho vô cái trường học thôi, còn thiếu một số chi phí thì chúng tôi anh em trong ban điều hành phải tình nguyện đi kêu gọi yểm trợ và đi xin yểm trợ từ các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để bù đắp cho cái chi phí đó. Những anh hiệu trưởng trước á thì đã là cũng làm việc như vậy, nhưng mà đặc biệt cái thời tôi vô làm bây giờ đó hai thì tôi thấy cái tình hình tài chính mình gồng gánh hoài cũng gồng gánh không có nổi, cho nên mình phải mở rộng ra để kêu gọi những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân giúp đỡ để mình có đủ khả năng, đủ tài chính để mình duy trì cái trường học như vậy cho các em học. Chứ chúng tôi làm việc ở đây toàn là thiện nguyện, không có là lương bổng gì ở đây cả. Kính thưa quý thính giả của đài SBTN, chúng tôi xin nhắn gửi lời tới tất cả quý thính giả là mặc dù chúng ta tha hương nơi xứ người nhưng mà tiếng Việt và cội nguồn văn hóa của người Việt Nam rất là quan trọng. Bởi vì thế nên chúng tôi mới làm bỏ rất nhiều thời gian để hy sinh cho công việc này. Tất cả chúng ta có thể mất tất cả, có thể có được tất cả, nhưng mà văn hóa và cội nguồn thì không thể đánh mất. Đó là chủ trương của chúng tôi. Thưa quý vị, gần 50 năm, người Việt tị nạn có mặt ở khắp nơi trên thế giới.
đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung và tại thành phố San Jose miền Bắc của tây bang California nói riêng, công cuộc truyền bá tiếng Việt và tinh thần quốc gia dân tộc cho các thế hệ người Việt tị nạn thứ hai, thứ ba, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài rất quan trọng. Để làm được việc này, ngoài sự hy sinh của các thầy cô giáo, rất cần sự tiếp tay của những người Việt Nam có tâm lòng với vận mệnh của dân tộc, các cơ quan truyền thông, quý vị phụ huynh. Một việc làm rất thiết thực hiện nay là mong quý vị tích cực ủng hộ cho buổi văn nghệ gây quỹ cho Trung tâm Việt ngữ Văn Lang tại San Jose lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022 để cho Trung tâm Việt ngữ có ngân sách trang trải những chi phí cho công việc bảo tồn và duy trì văn hóa Việt. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN tại thành phố San Jose miền Bắc của tây bang California.